Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức các lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng cần thiết để người lao động sẵn sàng đi du học hay xuất khẩu lao động. Trong đợt này, lớp liên kết đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ cho người lao động tham gia chương trình du học vừa làm ở Nhật Bản, Hàn Quốc có gần 40 học viên. Quá trình học tập, các học viên được giới thiệu tóm tắt về văn hóa, phong tục tập quán, kỷ luật, an toàn vệ sinh, tác phong công nghiệp dành cho người lao động. Trung tâm đã chủ động cấp phát tài liệu, đồng phục, trang bị kiến thức ngoại ngữ cần thiết để người lao động có thể vận dụng được vốn từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học để thực hành giao tiếp bằng tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đào tạo nghề cho người lao động, tham mưu xây dựng phương án triển khai liên kết đào tạo đa ngành nghề, phối hợp thực hiện tốt hoạt động liên kết đào tạo nguồn xuất khẩu lao động du học. Ban chỉ đạo diễn tập huyện Lập Thạch chỉ đạo xã Bản Giản tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của xã vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Phần thực hành chiến đấu phòng thủ, lực lượng dân quân cơ động của xã đã xử lý tình huống, tiến hành phục kích đánh địch tại các thôn, xóm trên địa bàn. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập huyện Lập Thạch, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022 của xã Bản Giản đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Hội Chữ thập đỏ thành phố Phúc Yên tổ chức bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tin ở tổ dân phố Đại Lợi, phường Tiền Châu. Ông Nguyễn Văn Tin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm nay ông đã ngoài 80 tuổi, hai mắt bị mù, lại thường xuyên đau ốm. Gia đình ông có 7 nhân khẩu. Ngoài mấy đồng lương ít ỏi từ nguồn bảo trợ xã hội dành cho hộ nghèo, con trai và con dâu ông Tin không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh từ việc làm phụ hồ, rửa bát thuê. Nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, sự sẻ chia từ bà con lối xóm, sự hỗ trợ từ các đơn vị, nhà hảo tâm. Sau 5 tháng thi công, ngôi nhà trên nền diện tích 90m² hiện đang trong quá trình hoàn thiện với tổng kinh phí xây dựng hơn 430 triệu đồng. Trong đó, quỹ hỗ trợ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 40 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Công nghiệp Xanh hỗ trợ 30 triệu đồng và Công ty Cổ phần Gạch Pride Vĩnh Phúc hỗ trợ phần gạch lát nền với tổng trị giá 10 triệu đồng. Ngôi nhà mới được xây dựng bằng tấm lòng nhân ái của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm. Gia đình ông Tin sẽ vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn là vấn đề nhức nhối trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai ở nhiều địa phương. Với quan điểm giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng, kiên quyết không để trường hợp mới phát sinh, thành phố Phúc Yên đang nỗ lực giải quyết bài toán vi phạm đất đai, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Ngay sau khi phát hiện ông Trần Ngọc Quang, địa chỉ thường trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất hoang lấn chiếm và đất nông nghiệp tại thôn Thanh Cao, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thanh đã tiến hành lập biên bản vi phạm và nhiều lần tuyên truyền, yêu cầu ông Quang thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng đất ban đầu. Sau khi được các cấp các ngành tuyên truyền và cho xem cái bản đồ thì chúng tôi cũng thấy là các cái công trình của chúng tôi là nằm bên ngoài ranh giới. Thì chúng tôi cũng đã nhận thức được các cái vấn đề mà gia đình là không được phép xây dựng trên cái phần đất ngoài ranh giới sổ đỏ của mình. Và chính vì vậy chúng tôi đã có cái đơn thư gửi các cơ quan chức năng cho phép là gia đình chúng tôi tự nguyện là khắc phục hậu quả bằng cách là tự nguyện tháo dỡ di rời đến cái phần đất mà nhà nước cho phép. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thanh, kể từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã có 11 trường hợp vi phạm mới về đất đai. Lợi dụng địa hình rộng, nằm sâu, xa khu dân cư, khó khăn cho các cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn. Các trường hợp vi phạm này đã san gạt đất đồi, đất nông nghiệp, mục đích là xây dựng các công trình trái phép, sử dụng đất sai mục đích. Trong năm 2022, thì Ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cũng như là đặc biệt là các đồng chí trưởng thôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát hiện sớm những cái trường hợp vi phạm để mà có cái kiến nghị đề xuất kịp thời với Ủy ban thành phố cũng như Ủy ban cấp xã để mà giải quyết dứt điểm. Đối với những vụ việc phát sinh mới
thì Ủy ban nhân xã Ngọc Thanh sẽ xây dựng các cái phương án và cái quy trình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phải xử lý triệt để. Để xử lý dứt điểm các tồn tại vi phạm về đất đai, năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên đã thành lập đoàn thanh tra nhằm thanh tra toàn diện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong việc chậm trễ, thiếu quyết liệt chỉ đạo xử lý các vụ việc mới phát sinh. Hàng tháng, hàng tuần chúng tôi giao ban với các địa phương, yêu cầu các địa phương báo cáo các trường hợp vi phạm. Nếu trong trường hợp vi phạm mà phát sinh và chủ tịch các xã phường không triệt xử triệt để thì sẽ đấy là một cái cơ thi đua để đối với đánh giá đối với chủ tịch các xã phường. Đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành pháp luật về đất đai, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật, quyết tâm giải quyết dứt điểm các sai phạm. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đứng vị trí top đầu toàn tỉnh, toàn quốc về thành tích học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc còn rất sôi nổi, tích cực tham gia phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Robot này do học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc chế tạo, vừa giành giải nhất vòng chung kết cuộc thi Robotics Việt Nam Robotics Challenge 2022 do Trường Đại học FPT Hà Nội và Maker Việt phối hợp tổ chức đã diễn ra cuối tháng 6 năm 2022. Vượt qua 41 đội thi đến từ các trường trung học phổ thông trên toàn quốc, Liên minh Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc và Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều Hà Nội đã thi đấu xuất sắc và lên ngôi Á quân cuộc thi. Đây là một trong rất nhiều giải thưởng mà học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc đã đạt được trong các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện cho các em phát triển một cách toàn diện, đã thành lập được 22 câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ khoa học kỹ thuật. Từ khi thành lập đến nay thì câu lạc bộ này các em đã tham gia rất tích cực rất nhiều các cái dự án khoa học kỹ thuật của cấp quốc gia, những dự án khởi nghiệp của quốc gia cũng như là dự án Robocon. Thì khi học sinh có những ý tưởng sáng tạo như vậy thì nhà trường đều tổ chức các cuộc thi báo cáo cấp trường. Sau đó những dự án mà có tính khả thi cao thì nhà trường cho tiếp tục phát triển những dự án đó và cử giáo viên hướng dẫn các em để trợ giúp các em phát triển hoàn thiện những dự án đó để tham gia dự thi. Các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh là sân chơi trí tuệ, khuyến khích tinh thần tự học hỏi, nghiên cứu, khả năng sáng tạo và tư duy khoa học của học sinh. Từ đó tìm kiếm những ý tưởng khoa học mới lạ, độc đáo, những sáng kiến và giải pháp cụ thể, thiết thực có thể ứng dụng trong đời sống sinh hoạt của con người. Các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cũng giúp học sinh hình thành kỹ năng làm việc nhóm, khả năng khởi nghiệp, khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Khoa học kỹ thuật là một lĩnh vực hàng đầu trong việc phát triển xã hội và vì vậy việc tạo ra những cái cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tạo nên một cái sân chơi rất là tốt để cho các bạn học sinh có thể học tập và theo đuổi niềm đam mê của mình và từ đó khơi dậy nên cái sự sáng tạo và không ngừng phát triển của mỗi học sinh. Với cá nhân em khi tham gia những cuộc thi như vậy thì là có thể tạo ra những sản phẩm giúp ích cho xã hội và giúp mọi người có một cuộc sống tốt hơn. Xuất phát từ ý tưởng của học sinh thì khi đó học sinh sẽ tìm đến thầy và thầy sẽ giúp học sinh rằng là dẫn dắt học sinh, khơi dậy cho học sinh những cái ý tưởng, những cái sáng tạo để học sinh có thể triển khai và giúp đỡ học sinh trong cơ sở vật chất, trong những cái phòng thí nghiệm và bắt đầu triển khai cho học sinh thử nghiệm để hoàn thành. Đấy chính là một trong những cái mà giúp cho học sinh có những cái niềm đam mê trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Những năm gần đây, Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc luôn có từ 8 đến 12 sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật dự thi cấp trường. Từ đó lựa chọn 4 đến 6 sản phẩm tham gia các cuộc thi sáng tạo trẻ, sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia. Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc cũng là một trong những nhà trường đạt được nhiều giải thưởng cấp tỉnh, cấp quốc gia trong các cuộc thi sáng tạo trẻ, sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho lứa tuổi học sinh.